Thầy xin chào các em. Hôm nay tuần 12 thì thầy sẽ giới thiệu chúng ta tiếp theo là bài số 6, thực hành lắp bạch điện mạng điện. Bài này thì thầy đã giới thiệu chúng ta ở tuần 11 và phần đầu rồi ha. Thì hôm nay thầy sẽ giới thiệu tiếp cho chúng ta. Chúng ta tiếp tục là ở cái phần là vẽ sơ đồ lắp đặt. Thì ở tuần 11 thì thầy đã giới thiệu với chúng ta là cái sơ đồ lắp đặt của cái bài này ở cách bố trí số 1. Thì bây giờ là chúng ta có cách bố trí số 2. Nó khác cách bố trí số 1, các em nhìn nè, cách bố trí số 2 nè. Đấy, nhìn nè, nó có hai cái bảng điện. Cách bố trí số 1 là chỉ dùng một bảng điện, thì ở đây người ta dùng hai bảng điện. Cái bảng điện thứ nhất là cái cầu chì và một cái công tắc để điều khiển. Cái bảng điện thứ hai là dùng một cầu chì và một ổ điện. Cầu chì thì bảo vệ cho cái nhánh của ổ điện này. Và cái đèn thì đặt ngay chính giữa. Được chưa? Thì với cách bố trí như vậy thì ta có cái sơ đồ lắp đặt như thế nào? Các em xem. Thứ nhất là ta có dây nguồn nè. Cái này là ống dây nè. Bảng điện thứ nhất nè, bảng điện thứ hai nè. Bóng đèn nằm ngay chính giữa. Đó là cách bố trí trước. Các thiết bị điện trên bảng điện cũng bố trí xong nè. Bây giờ ta bắt đầu vẽ dây nối mạch nha. Thì các em xin nhớ lại cái sơ đồ nguyên lý. Đây là sơ đồ nguyên lý. Mạch mình có hai nhánh. Nhánh số 1 gồm có cầu chì 1, công tắc, đèn. Nhánh số 2 gồm có cầu chì và ổ điện. Hai nhánh này mặt song song với nhau nha. Rồi, như vậy chúng ta bắt đầu vẽ nha. Đầu tiên là ta quan sát sơ đồ nguyên lý nè. Dây pha nối từ nguồn đến cầu chì số 1. Đúng không? Thế thì bên đây ta vẽ nè. Dây pha nối từ nguồn đến cầu chì số 1. Rồi, từ cầu chì đến công tắc. Từ cầu chì số 1 nối đến công tắc. Cầu chì ở đây, công tắc đây. Ta vẽ nối vô. Rồi, sau đó là từ công tắc nối đến đèn. Từ công tắc nối đến đèn, công tắc ở đây, đèn ở đây, như vậy ta vẽ nè. Ta lấy viết, ta vẽ nối vô. Được chưa? Rồi sau đó đèn nối về dây nguội. Dây nguội nối vào đèn. Như vậy thì ở đây là dây nguội của nguồn, đèn ở đây, ta vẽ. Được chưa? Đó là chúng ta đã vẽ xong nhánh số 1. Bây giờ chúng ta còn cái nhánh số 2 nè. Thì nhánh số 2 ta nhìn nè, dây pha nối rẽ từ cầu chì 1 nối rẽ qua cầu chì 2. Đúng chưa? Tức là cái dây pha đó là nối rẽ từ dây từ cầu chì nối vào số 2, đó là nối rẽ từ dây pha nối vào cầu chì 1 đó. Chúng ta làm cái nối rẽ nối qua cầu chì 2. Như vậy trong sơ đồ này ta vẽ như thế nào và các em xem. Đấy. Chỗ này là ta làm cái nối rẽ, chỗ này ta nối rẽ đưa qua cầu chì số 2. Rồi, cầu chì 2 nối đến ổ điện. Được chưa? Đây, cầu chì 2 nối đến ổ điện. Rồi, tiếp tục. Tiếp tục là ổ điện thì nối vào dây nguội. Như vậy dây nguội nối vào ổ điện. Như vậy là ta đã vẽ xong cái sơ đồ lắp đặt của cách bố trí 2. Thì các em vẽ nhanh cái sơ đồ này vào tập của chúng ta. Trong khi mấy em vẽ thì thầy nhắc các em nha, là khi mà ta vẽ dây thì ta phải vẽ đụng vào bên trong nha. Ta vẽ đụng vào bên trong, vẽ đụng dây vào bên trong, không có vẽ hở nha. Vẽ hở là coi như không đạt. Rồi ở đây chúng ta nhìn là ký hiệu của nguồn điện nè, là một cái vòng tròn rỗng và có cái gạch xéo như thế này. Ký hiệu B là dây pha, N là dây nguội. Lần trước là chúng ta có ký hiệu là A với O đó. A cũng là dây pha, O cũng là dây nguội.
mà B cũng là ký hiệu dây pha, N là ký hiệu dây nguội, nhớ nha. Chúng ta có thể dùng ký hiệu AO hoặc là PN nha. Rồi, như vậy chúng ta qua cách bố trí số 3. Cách bố trí số 3. Ngoài cách số 1, số 2 thì chúng ta có cách số 3 nữa ha các em. Thì mạch sơ đồ nguyên lý cũng y chang như vậy thôi. Nhưng mà giờ cách bố trí số 3 các em nhìn nè. Thì lúc này nó ngược với lại cách bố trí số 2. Thay vì cái ổ điện với cái cầu chì nó để ngoài sau thì giờ nó để ngoài trước. Rồi cái cầu chì với cái công tắc thì để ngoài sau. Cái bóng đèn để ngay giữa. Thế thì mặt này ta vẽ như thế nào các em xem nha. Dây pha nối qua cầu chì số 2 ta vẽ nhánh số 2 trước. Cái gần ta vẽ trước đi ha, cho nó dễ. Rồi cầu chì nối đến ổ điện. Đúng không? Cầu chì nối đến ổ điện. Đấy. Rồi sau đó ổ điện sẽ nối với dây nguội của nguồn. Đấy. Dây nguội của nguồn vẽ nối xuống ổ điện. Là sao ta vẽ xong nhánh số 2. Bây giờ tiếp tục ta vẽ nhánh số 1. Thì chỗ này chắc chắn ta sẽ làm cái nối rẽ rồi nè. Chỗ này ta rẽ qua cầu chì số 1. Chúng ta xem có phải không nha. Rồi từ cầu chì chúng ta thấy nè, vẽ nối đến công tắc. Cầu chì đến công tắc, vẽ nối vô. Rồi công tắc nối đến đèn. Công tắc nối đến đèn. Được chưa? Và cuối cùng là đèn nối về dây nguội. Đèn nối vào dây nguội. Như vậy chỗ này sẽ có một cái mối nối rẽ. Như vậy thầy nhắc luôn chỗ này, khi mà nối rẽ thì có mối nối là chúng ta phải chấm một cái dấu chấm như thế này. Được chưa nè? Rồi nguồn điện thầy nhắc lại là phải vẽ rỗng và có gạch xéo. Rồi các em vẽ sơ đồ này vào trong tập của chúng ta. Thầy nhắc lại khi vẽ sơ đồ là chúng ta phải vẽ đúng ký hiệu nha. Ký hiệu của cầu chì là hình chữ nhật như vậy và có một cái lằn ở giữa nha các em. Ký hiệu này là ký hiệu của ổ điện, là một cái vòng tròn, ở bên trong này là có hai vòng tròn rỗng nha. Công tắc công tắc thì là vòng tròn, có một bên này là tô đen, có cái lá dao, một bên vẽ rỗng. Nhớ ha. Rồi, ký hiệu nguồn là chúng ta vẽ rỗng, có gạch xéo. Được chưa? Rồi. Như vậy thầy nhắc lại các em nè. Đấy. Trước khi chúng ta vẽ dây, tức là để vẽ một cái sơ đồ lắp đặt thì chúng ta phải xem coi là trong người ta có yêu cầu mình là có hướng dẫn mình cái cách bố trí hay không. Thì ở đây là cái cách 3 là ở đây hướng dẫn cho mình cái cách bố trí nè. Thì từ cái cách bố trí này mình mới phải làm sao để vẽ sơ đồ. Thì đầu tiên vô mình phải vẽ dây nguồn, vẽ cái ống trước nè, vẽ đường ống trước chứ, xin lỗi nha. Ta vẽ đường ống. Ở đây đối với cái này thì chúng ta thấy là chúng ta có một cái ống ngang, ba cái ống dọc nè, thấy không? Thì chúng ta vẽ cái ống ngang rồi ba cái ống dọc xuống. Rồi chúng ta bố trí ở đầu cái nguồn nằm bên đây. Gồm có dây pha, dây nguội. Rồi sau khi bố trí nguồn xong thì chúng ta bố trí cái bảng điện theo cái hướng dẫn của người ta. Bố trí bảng điện. Rồi bóng đèn ngay giữa. Rồi trên cái bảng điện chúng ta thấy nè, cái cầu chì, cái ổ điện. Cái cầu chì, cái ổ điện. Cái cầu chì, cái công tắc. Và ở đây chúng ta chú ý cầu chì lúc này người ta yêu cầu mình là đặt ngang thì mình đặt ngang. Còn nếu mà được ở trong hình nó yêu cầu đặt dọc là mình đặt dọc. Được chưa? Tuy nhiên ở đây là cầu chì, do một cái cầu chì thôi
Và bảng điện vị trí nó như thế này thì nếu mà ta đặt dọc thì nó sẽ không thẩm mỹ, mà ta đặt ngang như thế này thì nó mới thẩm mỹ nha. À, thầy lưu ý. Cái thứ hai các em để ý, các em để ý tiếp nè, là cái bảng điện của chúng ta. À, cái bảng điện của chúng ta do chúng ta bố trí là chỉ có hai cái thiết bị điện, là gồm có cầu chì và cái ổ điện, bên đây là cái cầu chì và cái công tắc ở trên nó thôi. Cho nên là lúc này chúng ta không có dùng cái bảng điện lớn giống như ở cái cách bố trí số 1, là chúng ta dùng bảng là 15 x 20, thì lúc này ta dùng cái bảng nhỏ lại để chi? Để cho nó cân đối. Các em nhớ nha, không dùng bảng lớn mà ta dùng cái bảng nhỏ lại phù hợp với kích thước của cầu chì và công tắc. Nếu ta dùng cái bảng lớn thì nó sẽ không thẩm mỹ, nó quá to, nó không thẩm mỹ. À, nhớ ha. Rồi. À, đó là một cái vài lưu ý về cách vẽ sơ đồ lắp đặt và chọn bảng điện sao cho nó phù hợp với số lượng thiết bị điện nha. Chúng ta nhớ. Thì theo thực hành, kinh nghiệm thực hành, thì đối với mà một cái bảng điện mà chỉ chứa có hai thiết bị điện như thế này thì chúng ta chỉ cần dùng cái bảng điện là có kích thước khoảng 8 x 12 cm là đủ nha. 8 x 12 cm là đủ. À, còn cái bảng điện mà 4 thiết bị điện là chúng ta có cái bảng là 15 x 20 cm ha. Còn nếu mà bảng như vậy thì chỉ cần dùng bảng 8 x 12 cm là đủ rồi đó. Rồi thầy mời các em quan sát tiếp bài học. À, chúng ta qua phần thứ ba là lắp đặt mạch điện bảng điện. Thì để lắp đặt một mạch điện bảng điện thì chúng ta phải hiểu cái quy trình chung của nó, chúng ta phải biết cái quy trình chung của nó. À, quy trình chung lắp đặt mạch điện bảng điện thì ta làm những bước như thế nào? À, chúng ta có quy trình chung gồm có 5 bước các em. Thứ nhất, bước thứ nhất là chúng ta vạch dấu. Bước thứ hai là khoan lỗ bảng điện. Bước thứ ba là nối dây thiết bị điện của bảng điện. Bước thứ tư là lắp các thiết bị điện vào bảng điện. Và bước thứ năm là chúng ta kiểm tra mạch điện. À, thì 4 bước: khoan lỗ bảng điện, nối dây thiết bị điện của bảng điện, lắp thiết bị điện vào bảng điện, kiểm tra, thì tuần sau thầy sẽ trình bày tiếp cho chúng ta. Ở tuần này thì thầy sẽ trình bày cho chúng ta cái bước vạch dấu là chúng ta làm như thế nào nha. Đấy, thì ở bước vạch dấu thì khi mà mình vạch dấu thì mình phải chú ý, giống như nãy thầy mới vừa nói đó, là cái kích thước bảng điện phải phù hợp với số lượng thiết bị lắp trên nó. Thì các em nhìn lại nè, đối với cái bảng điện mà xài 4 cái thiết bị điện gồm hai cầu chì, công tắc với ổ điện thì lúc này chúng ta phải dùng cái bảng điện to, có kích thước là bề rộng là 15, bề dài là 20 thì nó phù hợp với số lượng. Còn nếu mà ta dùng cái bảng điện nhỏ hơn thì lắp không có vừa, không có đủ. Đấy. Nhưng mà nếu chúng ta sử dụng cách bố trí 2, cách bố trí 3 thì lúc này chúng ta phải sử dụng cái bảng điện nó nhỏ lại. Khoảng 12 cm nhân 8, bề rộng là 8 cm, bề dài khoảng 12 cm là vừa rồi. Các em nhớ chưa nè? Đó. Rồi, sau đó là ta bố trí các thiết bị gọn, cân đối, dễ thực hiện, nối dây. À, thầy lấy ví dụ như cái này, là ta có 4 cái thiết bị điện, thì lúc này cái cầu chì ta đặt đứng như vậy thì nó mới cân đối. Nếu ta đặt ngang lại thì nó sẽ khó nhìn, nó không có hay và nó không có cân đối lắm. Đúng không nè? À, nhưng mà đối với cách bố trí số 2 hồi nãy đó, thì ta nhớ là cái cầu chì phải đặt ngang, đặt đứng thì nhìn nó lại không cân đối. À, tùy cái số lượng thiết bị mà chúng ta bố trí làm sao cho phù hợp. Đúng không? Rồi dễ thực hiện nối dây có nghĩa là sao? Là chúng ta phải luồn dây, chúng ta thực hiện cái mối nối cầu chì, mối nối vào công tắc giống như lần trước mình học bài mối nối đó các em. Đấy. Thì mình làm sao mà để cho nó rộng rãi, để mình dễ làm, dễ luồn dây, để dễ thực hiện mối nối dây. Nếu mà ta bố trí là mà nó chật quá thì rõ ràng rất khó cho chúng ta. Rồi, có ký hiệu riêng vị trí lỗ luồn dây, lỗ bắt vít là sao? Ví dụ như chỗ này là cái con ốc vít để bắt nè. Còn cái ổ điện, để bắt được cái ổ điện như thế này thì phải, nó cứng cáp á, thì chúng ta phải mở cái nắp này ra. Ở bốn góc nó có bốn cái chỗ để bắt vít. Bắt cái đế nó dính chặt vào cái bảng nhựa này nè. Còn cái cầu chì, ta mở cái nắp cầu chì ra, nó có một cái con ốc bắt dính cái cầu chì vào trong cái bảng nhựa ngay nằm ngay chính giữa chỗ này.
đó là lỗ mắc vít. Còn lỗ luồng dây là sao? Chúng ta phải có những lỗ ở ngay những cái đầu nè, thì tức là em nhớ lại coi, khi chúng ta thực hiện nối dây là phải ta nối dây vào hai cái đầu của cầu chì không? Thì muốn mà đẹp thì cái dây đó phải nằm ở dưới cái bảng điện. Như vậy bắt buộc chỗ này chúng ta phải khóa khoan một cái lỗ và chúng ta để luôn cái cọng dây đó xuống. Thì cái lỗ đó người ta gọi là lỗ luồng dây. Tương tự như vậy cái công tắc cũng vậy. Công tắc cũng vậy. Em nhớ lại khi mà nói công tắc nó có hai con ốc dọc vậy đúng không? Nằm ở phía dưới đó. Thì ta nối dây vào hai con ốc đó đúng không? Thì ta cũng phải có cái lỗ luồng dây để luồn cái dây xuống dưới bảng điện. Tương tự như vậy ổ điện cũng vậy. Chúng ta phải có lỗ luồng dây. Như vậy thì để vạch dấu thì đầu tiên như em lấy cái bảng điện để lên nè. Đúng không? Sau đó em để cái cầu chì lên giống như vậy. Và em lấy cây viết em vẽ, vẽ ra cái hình của cầu chì. Vẽ cái hình của công tắc. Đúng chưa? Sau đó mình vạch dấu ở đây, ở đầu này là lỗ luồng dây nè. Đó, lỗ luồng dây cầu chì thì lỗ luồng dây hai đầu thì mình đánh dấu tròn như thế này. Đấy, công tắc thì em nhớ lại ha, lỗ luồng dây thì nó nằm ở ngay một cái ngay giữa một cái phía trên, công tắc hai cực á, một cái ngay giữa một cái phía trên thì mình lấy cây viết mình vẽ dấu tròn. Tức là mình để cái công tắc về nha, rồi em chỉ việc em lấy cây viết em vẽ vòng quanh cái công tắc thì được cái hình này. Tương tự như vậy cái ổ điện thì mình vẽ vòng quanh cái ổ điện thì mình được cái hình này. Cầu chì cũng vậy ha. Đó là công việc đó gọi là vạch dấu. Đúng chưa? Rồi thầy nhắc lại đây là cái dấu tròn này là lỗ luồng dây. Mình mở ra mình sẽ thấy trong cái ổ điện nó sẽ có những cái lỗ khoan xạ có sẵn để mình luồn cái dây điện lên. Đó thì mình sẽ vạch dấu theo những cái lỗ đó. Được không nào? Rồi còn cái chữ thập này là cái gì? Cái đánh chữ thập này là lỗ dùng để bắt vít. Cái cầu chì là để bắt vít chỗ này nè. Đó, cầu chì. Cầu chì là bắt vít ngay chính giữa nè. Công tắc là hai con vít, em để ý nè, hai con vít nè. Đó, để mình bắt con vít qua cái chỗ này, bắt dính vô cái bảng điện. Tương tự như vậy cái ổ điện thì nó có bốn con vít ở bốn góc để bắt, bốn cái lỗ bắt vít ở bốn góc thì mình cũng đánh dấu lỗ bắt vít trên cái bảng điện của chúng ta. Thì cái công việc đó gọi là công việc vạch dấu, được chưa nào? Đó, ở đây là lỗ luồng dây nha, là lỗ này là vị trí mình đánh dấu để mình biết cái vị trí này mình sẽ bắt con vít vào chỗ này, được chưa nào? Như vậy thì bài học tới đây là kết thúc rồi đó các em. Các em xem kỹ bài đã học để làm bài tập cho tốt, chuẩn bị tiếp nội dung còn lại nha các em. Thầy xin chào các em.